Ở tập 2, Thải Nhi đã quay về Thánh Điện, bỏ lại Long Hạo Thần và chiếc nhẫn. Đến với tập 3 và 4, Long Hạo Thần đã tỉnh dậy, bất ngờ khi cô gái vừa nãy đã biến mất. Vết thương của Long Hạo Thần cũng đã lành, Hạo Thần bất ngờ nhìn lên tay, thấy chiếc nhẫn, cảm thấy kỳ lạ vì nó. Hạo Thần quay lại, nhặt trọng kiếm lên, cảm thấy thanh kiếm đã nhẹ đi. Hạo Thần dùng sức vung ra một nhát kiếm khí, Hạo Thần cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Từ khi ma tộc đi vào Thánh Ma Đại Lục, điên cuồng tàn sát nhân loại, vì tương lai của nhân loại, cường giả nhân loại tạo thành 6 thánh điện lớn, dẫn đầu nhân loại chống lại ma tộc, bảo vệ cho vùng đất bình yên. Mục tiêu của Long Hạo Thần chính là trở thành một kỵ sĩ, bảo vệ nhân loại, bảo vệ người mà hắn thương yêu nhất. Hạo Thần trở về nhà, khoe với mẹ việc mình đã thông qua kiểm tra của Học viện Kỵ sĩ, chính thức trở thành kỵ sĩ tùy tùng. Mẹ của Hạo Thần sức khỏe không được tốt, hắn lập tức đi tìm nguyên liệu tầm bổ cho mẹ của mình. Màn đêm buông xuống, hai mẹ con nói về câu chuyện giữa thánh kỵ sĩ đại chiến với ma hoàng. Người kỵ sĩ đó đã dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản ma thần hoàng tiến công. Nhưng kỵ sĩ cũng vì vậy mà bị trọng thương, không rõ tung tích. Đêm đến, Hạo Thần nhớ lại cuộc chiến lúc chiều cùng cô gái mình gặp ở đó, hy vọng cô không sao. Mẹ của Long Hạo Thần đang phơi đồ, bất ngờ có một kỵ sĩ xuất hiện. Vị này là Long Tinh Vũ, không ngờ thực sự hắn tìm được Nguyệt Nhi. Nhiều năm đi tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy Nguyệt Nhi. Tinh Vũ không hiểu tại sao cô lại trốn tránh mình. Cô nói không phải mình muốn trốn tránh, mà chỉ là muốn chăm lo tốt hơn cho con của cô và Tinh Vũ. Tinh Vũ bất ngờ, không nghĩ tới mình đã có một đứa con. Tinh Vũ đã có ý định không muốn nói về mối quan hệ giữa mình và Long Hạo Thần, để Hạo Thần từ từ chấp nhận mình. Sáng sớm hôm sau, tại Học viện Kỵ sĩ, Long Hạo Thần nhân lúc không có ai, đã tự mình đến để thử linh lực. Một kiếm chém mạnh, linh lực xuất hiện con số 25. Không ngờ mình lại tăng trưởng nhanh như vậy. Lúc này Tinh Vũ xuất hiện khiến Hạo Thần bất ngờ. Tinh Vũ cũng bất ngờ về Long Hạo Thần, tuy tuổi còn nhỏ, linh lực đã đạt tới con số 25. Ngay lúc này giáo quan xuất hiện, giáo quan đã cúi đầu trước Tinh Vũ. Giới thiệu với Hạo Thần, Tinh Vũ đến từ phân viện kỵ sĩ Hạo Nguyệt Thành. Tinh Vũ muốn chọn Hạo Thần làm đệ tử đặc huấn. Trong vòng 3 năm, Tinh Vũ chính là thầy của Hạo Thần. Bà Nhĩ Trác mang cho Tinh Vũ một viên đá thức tỉnh. Mặc dù Hạo Thần còn quá nhỏ, bây giờ tiến hành thức tỉnh thần thánh, sợ rằng sẽ nguy hiểm. Nhưng Tinh Vũ tự có nắm chắc, rồi hắn kéo Hạo Thần rời đi, để lại một mình giáo quan bà Nhĩ Trác. Tinh Vũ kéo Hạo Thần bay lên không trung. Đây là lần đầu tiên Hạo Thần được trải nghiệm cảm giác này, khiến hắn rất vui. Họ bay đến một ngọn núi có tên Áo Đinh Sơn. Dựa theo linh lực phân chia, kỵ sĩ tổng cộng chia làm cửu giai. Linh lực 10 điểm là nhất giai, tùy tùng kỵ sĩ. Linh lực 100 điểm đạt nhị giai chuẩn kỵ sĩ. Linh lực đạt 200 điểm là tam giai kỵ sĩ. Linh lực 500 điểm đạt tứ giai kỵ sĩ. Linh lực đạt 2.000 điểm là cảnh giới ngũ giai địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ. Linh lực 4.000 điểm đạt lục giai huy hiệu kỵ sĩ. Linh lực 1 vạn điểm đạt thất giai thánh điện kỵ sĩ. Linh lực 3 vạn điểm đạt bát giai thánh kỵ sĩ. Linh lực 10 vạn điểm đạt cửu giai thần thánh kỵ sĩ. Muốn tấn thăng giai cấp càng nhanh, điều cần tiến hành nghi thức thần thánh thức tỉnh. Đây cũng là nghi thức trang nghiêm nhất của kỵ sĩ. Nó có thể kích phát tiên thiên nội linh lực tiềm ẩn. Tiên thiên nội linh lực thấp nhất là 0, cao nhất là 100. Giá trị càng cao, sau khi thức tỉnh, tu luyện sẽ càng có hiệu quả. Hạo Thần e sợ nếu như tiên thiên nội linh lực của mình rất thấp, Tinh Vũ sẽ không nhận mình làm đồ đệ nữa. Tinh Vũ khẳng định tiên thiên nội linh lực của Hạo Thần có thấp cũng vẫn sẽ nhận hắn làm đồ đệ. Quá trình của thần thánh thức tỉnh có quan hệ mật thiết với tinh thần của kỵ sĩ. Điều này cần kỵ sĩ phải dũng cảm đối mặt. Sau khi chuẩn bị xong, viên đá thức tỉnh bay quanh Hạo Thần. Tinh Vũ kích hoạt nó, viên đá bắt đầu xuất hiện tia sáng. Bước đầu tiên của thần thánh thức tỉnh là thông qua đá thức tỉnh loại bỏ tạp chất trong cơ thể, đón nhận gột rửa của sức mạnh quang minh. Bởi vì tuổi của Hạo Thần còn nhỏ, quá trình sẽ đau đớn gấp 10 so với người khác. Nhưng Tinh Vũ đã dùng pháp trận hộ thể cho Hạo Thần. Nếu như có gì ngoài ý muốn, Tinh Vũ có thể kết thúc nghi thức. Hạo Thần cảm thấy kỳ lạ khi cơ thể mình không hề cảm thấy đau đớn. Tinh Vũ phát hiện 12 kinh mạch của Hạo Thần đã được người khác trau chuốt qua, tạp chất trong người đã loại trừ. Lúc này nghi thức chính thức được bắt đầu, xuất hiện những viên bảo thạch. Mỗi viên tương đương với 10 điểm tiên thiên nội linh lực, cũng đại diện cho vinh quang cao nhất của kỵ sĩ, nghị lực, ngay thẳng, hy sinh, vinh dự, kiên trì, nhân ái, chính nghĩa, khiêm tốn, trung thực, cảm thông. Chỉ trong chớp nhoáng, tiên thiên nội linh lực đã tăng lên 30 điểm. Ngay trước Tinh Vũ thắp sáng được 7 viên bảo thạch. Bên trong thế giới của sự thức tỉnh, Hạo Thần thấy một thanh cự kiếm bốc lên hắc khí. Hạo Thần cầm chuôi kiếm rút nó lên, mặc kệ xảy ra chuyện gì.
cũng phải dũng cảm đối mặt, một luồng hắc khí bao bọc quanh thân cự kiếm, thế nhưng vẫn không rút được nó lên. Tình Vũ đang có ý định kết thúc nghi lễ, bất chợt có một đốm sáng xuất hiện. Sau đốm sáng đó là hàng loạt những đốm sáng theo sau. Chúng tập trung trên người của Hạo Thần, những đốm sáng này xuất hiện từ những sinh mệnh xung quanh. Chúng tập trung về phía Hạo Thần, chúng được gọi là nguyên tố ánh sáng. Tất cả nguyên tố ánh sáng đều bị lòng Hạo Thần hấp thu, chúng tập trung trợ giúp Hạo Thần rút thanh trọng kiếm. 5 viên pha lê phát sáng, dần dần biến thành 6, 7, 8 và 9 viên được thắp sáng. Một lần vọt tới 90 điểm, một luồng ánh sáng phủ khắp toàn ngọn núi Áo Đinh Sơn khiến cho rất nhiều người chú ý. Đến với khu vực của Ma Thần Hoàng Phong Tú lúc này cũng đang cảm nhận được nguồn sức mạnh đó. Quay lại với Hạo Thần, bóng tối bao phủ xuất hiện một gương mặt hắc ám xuất hiện. Hắn ban phước cho vận mệnh của Hạo Thần, muốn Hạo Thần dẫn dắt nhân loại hướng về kỷ nguyên mới. Nhưng ban phước thường sẽ đi cùng nguyền rủa, Hạo Thần sẽ phải trải qua đủ loại trắc trở, đối mặt với khiêu chiến đếm không xuể. Hạo Thần phải tuân theo tinh thần kỵ sĩ, vĩnh viễn không e ngại, thậm chí phải dâng hiến sinh mệnh của mình. Ngay lúc này, Hạo Thần đang trùng kích tiền thiên mãn linh lực. Viên pha lê thứ 10 đang được thắp sáng dần dần. Một luồng sức mạnh kinh khủng đẩy lùi Hạo Thần khỏi thanh cự kiếm hắc ám. Viên pha lê thứ 10 chưa được thắp sáng hoàn toàn, vẫn chưa chạm mốc tiền thiên mãn linh lực. Nghi thức đã kết thúc. Do tuổi của Hạo Thần còn quá nhỏ, không đủ sức kháng cự một vụ nổ của nghi thức. Tình Vũ lập tức ra tay giả cứu, Hạo Thần ngã xuống, đôi mắt đã biến thành màu vàng, sau đó ngất đi. Tình Vũ bế Hạo Thần tới một dòng suối nước nóng trên đỉnh núi Áo Đinh Sơn. Lịch sử có ghi chép, nếu nghi thức thức tỉnh vượt qua được 90 điểm, sẽ được xưng là đứa con của ánh sáng. Long Hạo Thần đạt tổng cộng 97 điểm. Nếu không phải Tình Vũ kịp thời phong ấn sức mạnh thức tỉnh của Hạo Thần, hậu quả sẽ khó lường tưởng. Tình Vũ giấu về số điểm của Hạo Thần. Trong lịch sử của kỵ sĩ Thánh Điện, chưa từng xuất hiện đứa con của ánh sáng. Đây cũng chính là ý nghĩ mà Quang Minh Thần khiến Tình Vũ chờ đợi 10 năm. Nhân loại mấy ngàn năm nay luôn bị bóng tối của ma tộc bao trùm. Nhưng bây giờ, thời đại của bóng tối cũng nên kết thúc. Tình Vũ sử dụng sức mạnh, tái hiện lại thân ảnh của ma thần Hoàng Phong Tú, kẻ địch của cả đời Long Tình Vũ. Nếu như tiêu diệt được hắn, ma tộc sẽ không gây sóng gió cho nhân loại. Ma thần Hoàng Phong Tú cũng chính là người mà mẫu thân của Hạo Thần hay kể. Bắt đầu từ bây giờ, Tình Vũ sẽ quy định mục tiêu huấn luyện đặc biệt cho Hạo Thần. Mục tiêu của Tình Vũ đó là biến Hạo Thần thành kỵ sĩ mạnh nhất trong lịch sử, đánh bại ma thần Hoàng Phong Tú. Chuyển sang cảnh khác, Thải Nhi lúc này đang ngồi trên cao ngắm nhìn bầu trời. Bất ngờ vòng thí luyện tiếp theo của cô đã sắp bắt đầu. Thải Nhi đang khao khát được ra thế giới bên ngoài, mong được như những đứa trẻ khác, có bằng hữu. Nhưng số mệnh của cô là trở thành luân hồi thánh nữ, trở thành thích khách mạnh nhất của thánh ma đại lục, tiêu diệt ma thần Hoàng Phong Tú. Lúc đó nhân loại mới có hy vọng, nước mắt của cô đang rơi. Quay trở lại với thánh điện kỵ sĩ, các học viên đang điên cuồng tập luyện. Hồ Ca không thấy Hạo Thần đi học, liền hỏi giáo quan, tại sao không thấy Hạo Thần tới? Giáo quan nói, sau này Hạo Thần sẽ được đặc huấn cùng một vị giáo quan khác. Hạo Thần lúc này đang được Tinh Vũ giảng giải về sức mạnh của ma thần Hoàng Phong Tú. Để đánh bại được hắn, ông đã lên kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc cho Hạo Thần. Ông dùng sức mạnh nhấc bổng một viên đá khổng lồ lên, di rời chúng ra chỗ khác một cách nhẹ nhàng. Sau đó, ông nhấc Hạo Thần ném xuống hố sâu, sau đó đậy viên đá lại chỗ miệng hố. Buổi sáng là huấn luyện thực chiến. Dưới đáy của hố sâu có một loại ma thú cấp thấp có tên Kiều Nhãn. Đặc điểm của chúng là tốc độ cực nhanh, còn phương thức công kích là dùng răng nhọn cắn xé. Buổi sáng Hạo Thần sẽ thực chiến với chúng. Dưới hang động rất tối, Hạo Thần không thể nhìn thấy gì. Điều mà Tinh Vũ muốn Hạo Thần học đó là thính giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí là vị giác. Buổi trưa, Tinh Vũ đặc huấn Hạo Thần đọc sách, đồng thời chữa thương trong suối nước nóng nhìn cậu có vẻ thê thảm. Tinh Vũ yêu cầu Hạo Thần phải ghi nhớ kiến thức về tất cả ma thú, phải quan sát phương thức tấn công của bọn chúng, tìm ra được nhược điểm. Buổi chiều, huấn luyện thân thể, sức mạnh, sức chịu đựng, tốc độ, thiếu một cái cũng không được. Một cơ thể cường tráng mới có thể trải qua được rèn đúc như sắt thép. Chỉ có luyện tập không ngừng mới có thể thực hiện được mục tiêu đánh bại ma thần. Chỉ một thời gian sau, Hạo Thần đã tiến bộ một cách thần tốc, không còn bị ăn hành như ban đầu.